Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Và các bạn cũng có thể thấy ở đây là mình có một số các loại pin sạc dự phòng như là cái Parora này, cái này có dung lượng là 5000 mAh. Mình có một cái Xiaomi Gen, đây, con này Xiaomi Gen dung lượng của nó là 10000 mAh. Con này mình mua trên Shopee cũng là lâu rồi. Và mới thì mình có chế được cái box sạc dự phòng 30000 mAh. Cái này 8 xe anh ạ, dùng best trên nhà luôn. Và trong video ngày hôm nay thì mình có một cái pin sạc dự phòng của Romoss. Cái này thì mình có làm cái video mở hộp, cái này đợt trước là Lazada có tặng cho cái đợt sale 12 tháng 12. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ dùng thử và đánh giá nó xem như nào. Hôm trước chỉ chém gió về cái tính năng các kiểu thôi, hôm nay mới là test. Rồi, ok. Và trong video này ngày hôm nay chúng ta sẽ thử xem là cái thử nghiệm cái chất lượng của cái pin này nó như thế nào. Tại vì đang nhiều pin này dùng bao giờ hết. Đây này, cái lô của nó là ngày mùng 2/1/19. Con này hàng chính hãng nha anh em, chính hãng của Romoss. Romoss rất là nổi tiếng với pin sạc dự phòng rồi. Thì trước mình có giới thiệu rất chi tiết về những cái đặc tính của nó rồi. Đây mình cũng sẽ điểm qua lại một số nét chính thôi. Như con này nó có dùng nguồn vào là 5V/3A này. Và đầu ra của nó thì đây, có mấy mức điện áp này này, 5V 2.1A này, 5V 1A này. Đó. Sạc nhanh nhất của nó thì ra được dòng là 2.1A. Phụ kiện đi kèm khi bạn mua này thì chúng ta sẽ được thêm cái cáp. Trước mình có một cái sạc cũng của Romoss nữa nhưng mà họ không cho cáp anh ạ. Đây, sạc này nó bé lắm. Đây, cáp này khá là xịn luôn. Cáp này rất là chắc. Cái cáp này thì mình thấy rất giống cái cáp của cái Xiaomi Gen này. Xiaomi Gen nó cũng cho mấy cáp khá là ngon. Nhưng mà cái cáp của Romoss này thì nó cũng xịn phết đấy, nó còn khác cả hãng Romoss này. Đây, em cái này chính xác nó là Romoss Pure 05 nha các bạn. Đây, made in China này. Thông số này, con này sức chứa là 5000 mAh. Như vậy thì một cái viên này thì bằng luôn cái viên Prora này. Đó. Và tất nhiên thì nó sẽ bằng một nửa cái viên Xiaomi Gen 2 này. Và chắc chắn là sẽ không thể ăn được cái trời. Cái này mình chế nó rất là nặng luôn các bạn. Cái này nó nặng gần đến nửa cân ấy, rất là nặng luôn. Cái này 8 cell, mỗi 8 cell 18650 anh em nhân lên dung lượng nó khủng khiếp nhỉ. Mỗi cell nó rơi vào khoảng là 2000. Tất nhiên đây mình không dùng cell mới. Các bạn tính lên 2000 x 8 thì nó phải rơi khoảng là sắp xỉ. Cái này người ta in sẵn nhá, không phải lúc ấy chém gió ấy, chứ cái viên này nó không đến 30000 đâu. Rồi, trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay là Romoss. Đấy, nó có giấy đèn LED báo dung lượng pin này. Con này thì không có nút bấm, có một nút bấm đây. Nút bấm này thì nó sẽ báo là tình trạng pin còn bao nhiêu phần trăm. Con này thì nó cũng khá là đơn giản, nó chỉ có là một cổng vào và hai cổng ra thôi. Cổng này thì có một sao này, à một set này. Cổng này thì có hai tia set. Cái này chắc khả năng cổng này nó sẽ sạc nhanh hơn, nó sẽ xả ra dòng là 2.1A. Phục vụ cho bài test sạc Pure 05 ngày nay thì mình sẽ sử dụng một cái USB để đo dòng như này. Cái này thì anh em có thể mua ở trên Shopee hay là Lazada cũng bán rất là nhiều. Cái này nó rơi khoảng 50.000 cái USB này. Nó đo được cả điện áp, cả cái dòng điện. Rồi, ở đây thì mình có thêm một số các cái công cụ để sạc nữa. Mình có một cái con sạc Basius. Con sạc Basius này thì nó có cái đặc điểm là nó có đo được cái điện áp dòng sạc. Đó. Ở đây mình có một số các cái sạc quick ở trên thị trường, như là cái sạc của Bazi. Cái này cũng ở trên Lazada này. Basius này cũng ở trên Lazada. Ngoài ra mình có thêm một cái sạc cũng của Base, cái này là sạc của Bazi. Con này thì nó có công nghệ sạc quick của có con chip của Qualcomm. Đây, con này có con chip Qualcomm có thể sạc được 3.0. Đó. Về cáp sạc thì mình sẽ sử dụng cái cáp sạc này. Cáp sạc thường thôi anh ạ. Đó. Cáp này thì nó có hỗ trợ sạc nhanh của Bazi này. Đây, con này thì có quick charge nhá. Đấy, sử dụng cái cáp này có hỗ trợ quick charge này. Đấy, có mấy cái này. Ở đây mình có luôn cái cáp của Xiaomi Gen này. Đây là cái cáp của Xiaomi Gen này. Đây, nó có hình tia sét này anh em này. Thường là nó có hình tia sét này nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh các bạn. Cái cáp của Romoss này mình thấy không có biểu tượng tia sét. Nó giống cái cáp này. Đó. Bài test đầu tiên đối với con Pure 05 này. Nói chung là cầm con này nó khá là nhỏ gọn anh em. Nó bằng cái ví các bạn có thể nhét ở trong túi xách rất là hợp lý luôn. Và bằng luôn cái dung lượng của con Parora này. Con Parora này dung lượng ảo các bạn. Một cell của nó không bao giờ đạt được đến mức là 5000 mAh. Một cell này lắm. Nó cái kim nó đến 2006 thôi, cái này hãng này ở trên gió. Cái Romoss này thì khả năng nó dùng pin lipo là được đấy. Hàng xịn của nó mà. Rồi, mình sẽ thử đầu tiên thử với con tải là cái con đèn LED này. Sáng như nhau các bạn. Rồi, mình sẽ thử sạc cho con LED Mi 5A này. Con này thì cũng ở trên Lazada luôn. Dùng cáp của nó luôn nhé. Ok,
pin đầy luôn không ạ? Trời ơi. Mình sẽ dùng thử con Pure 05 để sạc cho con Samsung này. À xem nào. Đang sạc 30% anh em. Đang sạc 30%. Mình thử đo xem là cái dòng mà nó sạc cho con này là bao nhiêu nhá. Đây, mình sẽ cắm cái USB này. Chúng ta sẽ test từng cổng một. Rồi, như vậy cổng đầu tiên thì cái thông số ở trên này nó báo rằng là 5V này. 1A anh em ạ. Cái này là 5V 1A. Mình sẽ thử sang cổng thứ hai có hai tia sét này xem như nào. 5V. Vẫn 1A anh em ạ. 5V 1A, giống nhau. Mình thử xem cái thông số mà chúng ta cắm thử cái tải vào nhá. Xem nó tiêu thụ như nào. Đây, mình đang cắm cái đèn này. Thông số đang là 5,1V. Ui, cái đèn này nó hút nhiều điện hơn. Và dòng ra của nó là 0,2A. Đó. Đây nó ghi chỉ số lẻ nhá, 5,12V này này. Đó. 0,22A. Đó. Nó có dấu chấm đây anh em nhá. Nhìn sẽ hơi khó chút. 5,14V này. Đó. 5,14. 5,12. Dòng là 0,22. Mình sẽ xem cổng bên này. Cổng bên này đợi một lúc nha. Đang là 0,2A. 5,17V. Đó, 5,14V này. Cái điện này nó còn thay đổi là 0,2A. Bây giờ mình sẽ thử là cắm điện để sạc vào cái pin này như thế nào. Rồi, mình sẽ thử đến cả ba cái sạc này. Đầu tiên mình sẽ thử dùng cái sạc Bezos này. Tại vì cái này nó có đèn đây, nó có cái này báo đây. Mình sạc. Thì đỡ phải cắm vào con này anh em, đỡ phải đo. Đấy nhá. Rồi, mình sẽ cắm cáp đầu tiên, cáp thường đi. Chúng ta thử cáp thường đây nào. Rồi, thử với cái cổng này. Cổng con này thì nó cái con Pure 05 Romoss này nó chỉ có duy nhất một cổng vào thôi. Chỉ số dòng điện đang là 5,09A, 5,1V. 0,8A. Như vậy con này thì cái dòng sạc của nó khá là chậm. Thường là những cái pin này thì khi đến mức nó gần đấy thì nó sẽ hạn chế cái dòng điện sạc vào như vậy. Nhưng mà đối với con Pure 05 này thì cái đầu vào của nó chỉ có tối đa là 1,5A thôi. Đó. Cái mức điện áp nó đang là 0, đợi mình chút nha. 0,3 này chính tỏ nó đang gần đầy rồi. Rồi, mình sẽ thử một cái sạc mà có công nghệ sạc quick, có con chip của Qualcomm này, con quick charge 3.0 này, ra thử xem như nào. Và để test được thì mình vẫn phải cắm qua cái này để test nha. Rồi, mình sẽ sử dụng cáp này đi. Sau khi mình sẽ thử sang cáp cáp quick để xem như nào. Chờ một lúc nha. 0,7A, 5,04V. Rồi đây có một cái sạc thường nữa. Cái sạc này cũng của Bezos. Con này thì nó có thể sạc đến là 3A mắc. Tiếp không? À, chúng ta thử xem nào. Để mình test luôn, coi như test cả sạc cả pin luôn. Rồi ha. Đang cắm ở cổng thứ nhất này. Thì của nó là 5,15V. Đèn báo nó đang báo nhấp nháy này. Và dòng điện là 0,9A. Wow. Cái này nó còn khỏe hơn cái sạc kia anh ạ. Tổng số là 5,14V. Và dòng là 0,91A gần 1A cho cái này. Mình thấy cái ba ghi trắng này nó sạc còn nhanh hơn. Cái Bezos thì yếu nhất. Rồi. Nói chung là cái phần test của mình với cái đây. Lúc này có cái đèn này hay này. Với cái con Romoss Pure 05 này thì mình nghĩ rằng đây là một cái pin sạc dự phòng. Đầu tiên là cầm của nó trên tay cầm rất là sướng anh ạ. Rất là mịn, rất là sướng luôn ấy. Hàng xịn mà. Cái mặt của nó rất là mịn luôn. Đó. Và thứ hai là về cái chất lượng của cái Romoss Pure 05 này thì cũng đúng như là cái cam kết của cái nhãn hàng thôi. Cũng input 5V là 1,5A này. Đầu ra thì nó ra được 2. Mình chưa thấy cái mức điện áp nó ra được 2A như này. Muốn ra 2A thì chắc là mình phải dùng một cái con nó đang gần hết pin. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng là test để xem nó ra được có 2A không nhá. Tại con này thì thấy ghi nhà sản xuất họ ghi maximum nó ra tận là 2A. Trước nhà chúng ta sẽ phải, một là các bạn sẽ phải dùng những cái thiết bị mà nó có, ví dụ như điện thoại. Một số điện thoại như con này thì nó chỉ sạc từ 5V đến 1A thôi. Thế nhưng nào điện thoại nó hỗ trợ sạc quick thì mới có, cái này thì không có này. Mình sẽ mắc thêm một con hub đây. Mình sẽ dùng một cái USB hub. Đây, cái cổng này là 2A này. Rồi, mình sẽ chạy nhiều tải lên. Đây, ví dụ mình cắm con hub này, mình dùng nhiều tải. Đây, cái hub này thì nó có 3-4 cổng. Mình sẽ cắm một cái đèn này. Một cái đèn này nhá. Rồi, đây là cái đèn LED này. Rồi, mình cắm thêm một cái đèn này nữa này.
Ủa, con này nó cũng đã rồi, nó cũng đã phải hút cũng khá là hiếp rồi, nó hơi lỏng chút anh em. Đó rồi, em thử đo xem là cái này nó ra được 2A chưa nhá. Đây, cầm lên ra được 2A này. Rồi, chúng ta cắm qua đây xem cái hiệu suất của nó như nào. 5.15V, dòng da có, cái này sao nó dùng ít dòng thế, có 0.22A anh em ạ. Ui trời ơi. Đây, mình lấy một cái quạt tản nhiệt cho laptop. Con quạt này thì có thông số là xem không, có dùng được 2A không. Thường cái quạt này thì nó dùng khá là ít ấy. Thông số quạt này thì là 5V này, 5V 0, ui, có 0.16A thôi không ạ. Bây giờ bà kiếm một cái mà nguồn nó dùng đến 2A thì khó nhỉ. Thôi cắm vào đây xem test xem nào. Mấy con led này nó dùng dòng ít, 5.16, 5.17, ra nó cũng chỉ 0.22. Cầm này chắc là tôi sẽ sạc một cái, mình sẽ sạc luôn cho con Gen 2 xem thế nào nhé. Không 19, 5.11 này, 5.12V, 0.18. Trời ơi, nó vẫn chưa xuất được, chưa dùng đến mức điện áp là 2A anh em ạ. Cắm một lô gấp hơn cao tốc này, vừa sạc cho Gen 2 này, cắm hai con led này, cắm cả cái quạt, cái quạt này nó chưa chạy. Ôi trời ơi, quạt nó chưa chạy anh em ạ. Đây, quạt giờ nó mới chạy này. Là xem tải nó lên chưa. Như vậy tải nó lên là 0.26A. Ui dồi ôi, vẫn chưa dùng đến mức điện áp là 2A nha. 5.12V này, 0.35 này. Bắt đầu nó tăng rồi. Bắt đầu tăng rồi. Mình muốn nó ra cái dòng cao cơ, 0.34A. Ui cha ơi, chắc tôi phải sạc một cái, à thôi mình thử sạc cái điện thoại này đi, giúp cái con đèn này ra. Bây giờ có khả năng mình sẽ sạc lúc cho ba con sạc để xem nó ra như nào. Đây, sạc cho cái này, sạc cho cái này. Đó, chúng ta thử nhá. Và mình sạc luôn cho cái con bóc của mình đây, để xem cái tải nó chạy ra như nào. Rút quạt ra. Rồi, mình cắm cái này, để xem đúng là cái con Gen 2 nó có chạy được ra đến mức đấy không. Đấy nha, mình cắm cho, sạc lúc cho ba con. Công đấy lỏng, không vào điện. Đây, mình sẽ sạc cho con này 1 này, xem nó ra bao nhiêu rồi. 0.29, 0.3 này, 0.3A rồi, 5.12, 0.31, chứng tỏ con này nó vẫn rất là trâu anh em ạ. Mình sẽ sạc cho con điện thoại Samsung này, đang sạc nha, 30%, xem tải nó ra bao nhiêu. Tải ra vẫn 5.13 này, 0.33, ua, trâu thật, rất là trâu luôn. Mình rút cái đèn này ra, mình sẽ sạc cho con Paroda này xem nha. Đây, dùng luôn cáp line này. À đây, vẫn còn cái cáp nữa. Dòng ra đây anh em thể thấy luôn ở dưới này nhá, đang là 5.15 này và 0.3. Mình có cái con Nokia ấy mà ông anh mang đi rồi, không test được. Xem nào, ra bao nhiêu. 0.35A anh ạ, vẫn cần tốt. Khỏe không? 0.35A. Đây, mình sang sạc lúc cho 4 thiết bị luôn này. Cái Gen 2 này, con điện thoại Samsung này, cái bóc của, cái bóc 30.000 mAh này. À, cái bóc này nó sạc được 2 cổng em ạ. Có khi là dí luôn là 2 cổng này. Mình sạc luôn cho con này 2 cổng. Đây, con bóc này nó sạc được đến 2 cổng cơ. Nó đang báo in, nó đang sáo sạc này. Đó. Như vậy là 0.31. Cân tốt em ạ. 5.11, 0.3. Trời ơi, nó dư sức. 0.32 mình sẽ rút từng cái một ra nhá. 0.30 này, rút ngắt từng cái một. Của nó đang là 0.2 này. Rút tiếp con Gen 2, 0.27 này, 0.8, không có tải nữa, chạy mỗi cái này thôi. 0.2 nó cắm cho cái sạc này, quá khủng khiếp luôn anh em ạ. Cái hấp mà thì anh em có thể mua ở ngoài nhá, cái này cái cổng USB, chủ yếu là để nó chia tải nó chạy mà. Như vậy thì trong video ngày hôm nay thì mình chưa
có cái thiết bị nào dùng đến tận là 2A để có thể test hết cái sức mạnh của con Romoss Pure 05 này. Và thật sự đây là một cái chiếc sạc dự phòng khá là tiện cho các bạn, có thể sử dụng được cái dung lượng của nó thì không phải là quá là cao, nhưng mà với 5000mAh thì mình dư sức sạc được 1,5 lần cho những cái chiếc điện thoại mà có dung lượng pin là 4100 chẳng hạn. Còn những cái chiếc điện thoại mà có pin dung lượng là 2600 đến 3000 thì chúng ta có thể sạc được xấp xỉ là khoảng 2 lần. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những thử nghiệm khác nha.